thanh lò xo 150kg có hình dáng trông như thế nào? Như bạn đã biết thì thanh lò xo 120kg trông như thế này, nó có màu đỏ sậm đúng không? Thanh lò xo 130kg cũng tương tự như vậy, có điều là nó hơi nặng hơn một tí thôi. Còn thanh lò xo 140kg thì có màu cam nhạt và đặc biệt nó cực kỳ là nặng luôn. Và cuối cùng là thanh lò xo 150kg. Nếu như bạn muốn mua nó về bẹ thì thôi, nghỉ khỏe bạn à, tại vì tới cái ông khỏe nhất thế giới còn không bẹ được nó mà.